Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một combo bộ sản phẩm, đó chính là bộ ly hợp từ hay còn gọi là bộ đầu lốc điều hòa của xe Hyundai tải 15 tấn 24V. Với cái dòng lốc này thì là cái dòng lốc nó sẽ đây, dòng lốc của DU. Dòng lốc này thì nó sẽ sử dụng là thân lốc V5 nên là nhưng mà bôn điện của nó thì sẽ là 24V anh em nhé. Đấy, bôn điện thì là 24V này. Đây chính là cái với cái combo bộ đầu này thì sẽ bao gồm là một mặt hít này, một bôn điện, một bu ly. Trong bu ly thì đã bao gồm cả bi. Bản dây cu loa là một rãnh này, bản B này. Đấy. Đây, đây chính là cái bộ đầu lốc của xe DU 15 tấn đấy. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái bộ ly hợp từ hay còn gọi là cái bộ đầu lốc điều hòa của xe DU 15 tấn. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.